Xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với một clip đó là phân tích về máy iPad của A3. Đây là một clip mà rất là nhiều anh chị chờ đợi trong một thời gian dài vừa qua, ít nhất là khoảng độ hơn một tháng rồi. Đấy. Và ngày hôm nay mình sẽ phân tích đầy đủ các chi tiết ngóc ngách trong cái máy này, và anh chị sẽ quyết định xem là nên hay không nên đầu tư vào trong cái dòng máy này nhé. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua, đó là một cái clip một, đó là sự cố về máy khổ A3, thì các bạn tìm ở video cùng tiêu đề và clip một nhé. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục video clip 2, đó là mình sẽ phân tích các bạn, đó là ưu nhược điểm này, có nên mua máy iPad để làm gì này, nên mua máy iPad để làm gì này, và cuối cùng là cho các bạn lời khuyên. Vậy thì chúng ta khi mà nhìn đến tiêu đề thì dù xem hay chưa xem, biết hay chưa biết, thì chúng ta cũng luôn luôn đặt ra một câu hỏi, đó là ngày hôm nay chúng ta mua máy iPad để chúng ta làm gì, đúng không? Đó là mua máy iPad hay là mua máy in chuyển nhiệt, hay mua máy in ép, máy ép nhiệt chẳng hạn, thì mua nó để làm gì? Thì mục đích của máy ép, tôi đối với bản thân tôi mua máy iPad để đó là sản xuất hàng cho chính bản thân tôi này. Thứ hai đó là tôi chạy hàng cho người khác. Đấy, là có hai cái mục tiêu đơn giản như thế thôi. Đấy. Và trong hai cái này chúng ta phải rõ ràng rạch ròi, đó là hàng của lượng hạng chúng ta, đó là mỗi ngày chúng ta đáp ứng nó là nhiều không? Có nhiều không? Có thực sự đến mức độ mà chúng ta phải mua máy hay không? Đấy, đối với tôi thì tôi sẽ nhận định, đối với cá nhân tôi thì tôi sản xuất một nửa, tức là mua máy iPad để làm hàng cho tôi, đó là 50%, đó, tôi ghi nhỏ thôi để tôi xóa, và 50% là tôi chạy hàng cho người khác. Đấy, và còn sắp tới tôi sẽ lấy thêm hai con máy iPad nữa, và cũng mục đích là gia tăng thêm cái phần này, giảm cái phần này xuống, đó là 20% thôi, còn 80% đó là bán sỉ hết cho khách hàng, và bán sỉ cho những cái anh em cộng tác viên này, rồi là những anh em đại lý này, rồi là những anh em mới vào nghề, và cả những người mà tôi đã đào tạo bấy lâu nay nữa, và tôi sẽ có một mức giá phù hợp và đi với anh em lâu dài. Đó là cái mục tiêu của tôi. Còn với tất cả các bạn, khi các bạn tìm hiểu như này thì các bạn cũng sẽ phải đưa ra hai cái mục tiêu cơ bản, đó là làm hàng cho mình và sản xuất chạy hàng cho người khác, đúng không ạ? Đấy, những người mua máy iPad mới đều đi theo tiêu chí này cả. Thì ở đây các bạn mua máy A3 thì các bạn đa phần các bạn sẽ là tự phục vụ cho chúng ta. Có nghĩa là gì? Mục tiêu của bạn đó là tự phục vụ và cũng cứ là chạy thêm hàng cho người khác. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua luôn cái phần này nữa, bởi vì là nó cũng gần như trả lời được rồi. Đó là hai mục tiêu này. Thì bây giờ ưu nhược điểm của nó là gì? Bây giờ có hai cái mục tiêu, đó là bạn thì tự phục vụ cho bạn và chạy hàng. Một là tự phục vụ cho bạn, thế rõ ràng các bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong đây. Rắc rối. Và tất nhiên là rắc rối ta sẽ phải phân tích bên này. Nhưng liệu chúng ta có tìm được giải pháp hay không? Thì tôi lát nữa tôi sẽ đưa ra một cái giải pháp nào đó có phù hợp hay không nhé. Lời khuyên giải pháp đó là một giải pháp là cho những người mua và một giải pháp cho người không mua luôn. Chữ hơi xấu các bạn nghe nhé. Đối với cái phần từ phục vụ này này, là chúng ta phải xem xét cái quá trình sản xuất này và chất lượng sản phẩm đấy, rồi là lợi nhuận đấy, đó là cái từ phục vụ. Còn chạy hàng của người khác thì gần như là chúng ta có thể bỏ qua phần này. Rồi máy A3 này chạy hàng rất là chậm, bởi trong một cái máy A3 nó chỉ có một cái đầu phun thôi đấy, và cái đầu phun này cũng không phải là đầu phun chuyên, đúng không ạ? Không phải là đầu phun chuyên để mà chúng ta in máy iPad, mà đầu phun của nó chỉ là một cái dòng máy dùng để in ấn photocopy, in ảnh này, rồi là in các cái in chuyển nhiệt này, rồi là nói chung in những cái thứ khác. Còn cái máy mà iPad này, cái mực của nó có những cái đầu như này, còn nó phải có một cái, người ta sản xuất một cái đầu in này các bạn này, là nó phải có một cái mực phù hợp
đấy, mực phù hợp với cái đầu nó thì nó sẽ rất là bền đấy. Còn nếu như cái mực mà không phù hợp thì nó sẽ rất là nhanh hư, nó sẽ nhanh hư đấy, nó cực kỳ là nhanh hư. Cho nên là việc mà các bạn chạy hàng cho người khác thì một là chậm, hai nữa là chất lượng không đồng đều, không đẹp, không có thể nào mà có thể dày như cái loại mà in máy in lớn thì nó sẽ có hai cái đầu hoặc là bốn đầu đúng không ạ, nó sẽ có hai đầu hoặc là bốn đầu đúng không ạ, thì nó sẽ có hai đầu màu đúng không ạ và hai đầu trắng đấy. Thì ở đây hai những cái đầu này chuyên nghiệp chuyên dụng đúng không ạ, khi các bạn bị tắc cái đầu này đúng không ạ, cái đặc biệt là nó rất là tương thích với cái máy mực Impact nha. Cái loại này ấy, nó hai trong một rồi, tức là trắng với màu là nó chung vào ở trong một cái đầu này. Nếu các bạn hư cái đầu hoặc là gọi là bị tắc một đầu đầu màu hay là đầu trắng thì các bạn đều phải clean tất cả nó. Nhưng ở đây tôi nói với các bạn này, nó có bốn đầu, bây giờ giả sử của nó là 1 2 3 4 chẳng hạn đi. Đấy, thì tôi chỉ tắc mỗi cái này thì tôi chỉ clean của mặt cái mỗi cái này thôi. Đúng không? Tôi chỉ clean nó thôi. Đấy, và khi mà nếu clean không được nữa, tôi có thể tự fill hoặc là ủ mỗi cái đầu này thôi. Phải không ạ? Fill hay ủ mỗi cái đầu này thôi. Đấy. Đấy, fill ủ này. Hoặc là thay thế. Fill ủ hay thay thế thì tất cả chỉ nằm trong một trong cái này thôi. Đấy, hoặc là nếu bị cái này thì chúng ta cũng làm tương tự cái đó, chứ không phải là cứ làm chung 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 như thế này đúng không ạ. Đấy, đó là nói về cái đầu nhá, cái đầu. Còn giả sử cái đầu này, rồi tôi nói các bạn một cái đầu nhỏ như thế này, đầu của nó nhỏ như thế này thì cả trắng và màu nó in cùng lúc với nhau, thì ở cái khả năng đó là gì, đối với cái loại pet mà có thể độ thẩm thấu nó tốt, nó phủ tốt thì cái mực của nó sẽ cố định của nó tốt. Nếu các bạn mua đúng cái loại pet mà nó dở, nó không nó nói chung là cái màu trắng nó lẫn vào một cái màu ấy thì gần như là nó rất là khó luôn. Còn đối với cái đầu này thì gần như là nó, các bạn thấy không ạ, nó in qua cái đầu màu xong nó mới chạy ra, nó mới bắt đầu in cái màu trắng đúng không ạ, in màu xong nó mới in ra cái màu trắng. Thì rõ ràng là nó cũng có một khoảng thời gian và nó đủ để cái gì ạ, nó đóng rắn, nó có khả năng gọi là cố định được cái định hình được một phần cái mừng lừng mực đây các bạn ạ, nó sẽ dày hơn và nó sẽ đảm bảo hơn đấy. Ngoài ra thì một cố số dòng máy thì có sấy luôn, tích hợp mi ở đây, nó cái tích hợp cái đầu sấy đây thì đi qua khi có đi qua đi lại thì nó sấy khô bớt một phần thì nó lại già làm chứ độ trắng của nó sẽ tăng hơn đấy, tăng nhiều hơn và nó sẽ tốt hơn, nó tương thích hơn. Còn làm cái này chẳng qua là các bạn mua về và các bạn chỉ đáp ứng được cái lượng hàng cho mình gọi là đỡ hơn một chút thôi, chỉ là đỡ hơn một chút trong cái hàng của chúng ta thôi, chứ còn chạy hàng thì thôi rồi luôn. Mà tôi giả sử các bạn làm một cái chất lượng sản phẩm nó tốt đi, giả sử thằng A3 này chất lượng sản phẩm tốt đi thì cái quá trình sản xuất của nó rất là tệ. Tôi không có chê bai gì cả vì tôi không phải là đơn vị bán máy, tôi không phải chê bai gì cả, vậy tôi phân tích cho các bạn này, đó là nó ra rất là chậm đúng không. Ví dụ tôi bây giờ tôi hoạt động cái máy 4 đầu thì tôi cũng cần một người như tôi, mà tôi làm một cái máy 2 đầu thì cũng cần một người như tôi, mà tôi cần cái thằng này này một cái máy khổ A3 thì tôi cũng cần một anh ngồi canh nó. Không nhất thiết phải là ngồi canh, thì đơn giản là ông 4 đầu này cũng đâu cần nhất thiết phải ngồi canh đâu, mà lâu lâu ta cũng phải ngó tí, lâu lâu chúng phải ngó lại file và chúng ta kiểm soát cái lượng pet đi ra đấy đúng không ạ, thì nó cũng cần gần như mất một cái công ở đây nữa đúng không ạ. Một ngày tôi không biết là một ngày nhé, một ngày một đây thì các bạn tôi không biết nó rạc bao nhiêu mét, mà cái khổ tí tí này này đấy, khổ tí tí này đã đành nhá, đã đành chứ. Ví dụ một cái khổ này, cái khổ này các bạn khổ A3 khổ như thế này thì các bạn ghép được có một phần ở đây, ví dụ cái hình nó quá khổ thì cũng dở, mà nhỏ quá thì cũng chả ra gì, lớn quá thì nó lại không ăn được đấy. Như vậy thì rõ ràng là
nó bất lợi trong cái việc ghép file rồi thì nó còn bất lợi trong quá trình sản xuất, là chúng ta cực kỳ mất thời gian cho một cái người đấy. Ở đây một người ở đây là họ mất, ví dụ công họ là coi máy mất tra 500 ngàn đúng tiền công đúng không? 500 ngàn tiền công đúng không? Gặp những người có thể nhu cầu cao hơn thì công họ lên đến tiền triệu chẳng hạn. Chứ còn với công 300 nghìn trả coi máy này, thật sự là thế. Như vậy thì 500 ngàn ở đây tôi nói thật các bạn, đặt pet có phải là đặt mua pet thì có phải là nó cũng tương đương với một A3, nó cũng phải mua được khoảng ít nhất là 10 mét rồi. 10 ít nhất là 10 mét hoặc là hơn 10 mét pet. Như vậy thì ở đây giả sử chỉ tới tính công, chưa tính là chi phí điện hay là chi phí sản xuất, mà tôi chỉ tính tiền công thôi, là có phải là các bạn 10 mét pet đây, mỗi ngày khổ A3 chạy được 10 mét pet hay là 20 30 mét pet không? Thực sự rất là khó, rất là khó đấy. Thì có phải là nó chả có cái ưu nhược điểm gì ở đây cả đấy, nó chỉ có một cái ưu điểm là tự sản xuất cho phục vụ cho các bạn. Ví dụ lâu lâu các bạn làm với dăm chục cái logo và gì đấy đấy thì nó rất là, nó khá là tối ưu thôi. Còn cái ông mà không có máy, ông vẫn đặt về, ông cũng là chi phí cũng ngang ngửa, thậm chí rẻ hơn nữa, và nó cũng không phải chịu được trách nhiệm rủi ro gì cả, sản phẩm họ tốt hơn đúng không ạ? Nhắc lại đó là tự phục vụ thì cũng chất lượng nó cũng tương đương hoặc thấp hơn so với nhập từ chỗ khác, mà giá thành cũng không rẻ hơn đấy đó. Tuy nhiên lát nữa, những cái ưu điểm của cái việc tự phục vụ này đó là những cái nơi mà xa xôi gửi hàng về chậm chẳng hạn, hoặc là khách hàng cần làm trong ngày thì nó lại là khá là hay. Còn đối với những người mà có thể hẹn được cái thời gian nó xa hơn, hoặc là họ họ có nhiều giải pháp, họ gần với cái đơn vị sản xuất hơn, thì nó không không dại gì mua cái này cả. Các bạn để tiền mua cái khác, các bạn để tiền để bán hàng, để lập trang web, để chạy quảng cáo, để làm tất cả những thứ đó hay hơn đấy. Rồi thì tôi phân tích như thế là mới chỉ là về cái sản phẩm thôi, còn trong quá trình sản xuất này nó còn là gì, là những rắc rối về máy, rắc rối về pet, rắc rối về dính keo này, rắc rối về máy rắc bột này, rắc rối về gì ạ, về nhiệt độ của cái những cái máy, dòng máy đó nó có đủ để mà tan keo hay không, rồi là cái quá trình, rồi là tôi cũng không không rõ được là trong cái quá trình mà khổ A3 này này, trong quá trình in nhá các bạn, này có một vấn đề tiếp nữa, đó là khi mà các bạn đang in đây này, đây là một cái file của các bạn to như thế này, nhưng mà các bạn in được 1 phần 3, khi các bạn in được 1 phần 3 nhá, in được 1 phần 3 thì các bạn thấy nó bắt đầu tắt tia. Thì đối với cái dòng máy này các bạn có thể đang in và clean, tức là tạm dừng và clean, và các bạn có thể in tiếp, không cần phải back lui, không phải cắt ngang cái phần hư đó, không cần đấy. Kể cả cái dòng máy in nhiệt của mình nó là Epson nó, nhưng mà nó giả sử mình muốn hủy cái lần in nó sẽ hủy cái nửa tờ đó, nó rất là lãng phí. Và thực sự là làm đã làm sản xuất mà tôi tiếc lắm, cho dù là bao nhiêu tiền cũng quan trọng mà tôi cũng rất tiếc. Ví dụ hư một cái nửa mét pet hay là 2 mét, hay là tất nhiên là chỉ cần hơn nửa mét rồi là tôi thấy tiếc lắm. Tôi không biết các bạn nghĩ nào, tôi thấy tiếc và tôi nghĩ nó vẫn có thể tận dụng được, mà chỉ là mình điều chỉnh thêm chất lượng nữa. Thì như vậy cái mét khổ A3 khả năng là không làm được điều đấy, khả năng không làm được điều đấy đấy. Thì quá trình sản xuất này cũng rất là rắc rối, cần một cái người này, rồi là cần phải hiểu biết về máy móc này, rồi là trong cái đầu đầu in của nó không chuyên thì các bạn phải biết về, phải hiểu về cái đầu này. Những các bạn mà không hiểu á, ví dụ như là thiếu mực này, dư một thiếu mực phải vệ sinh máy này, ủ đầu in này, hút mực này, những cái vấn đề đó, rồi là canh mực, rồi là phù không được để thiếu, rồi là có quấy mực từ đầu hay không, những cái đó là phải biết nha. Nếu không biết thì gần như là thua. Tôi mới làm máy to, tôi thực sự là có rất là nhiều kinh nghiệm từ những dòng máy khác rồi, mà tôi vẫn là, và thực sự bản tính của tôi rất là kỹ, kỹ cứ làm tí là phải nhìn đấy, mà tôi vẫn cứ gặp nhiều rắc rối đấy, vẫn gặp rồi chứ phải không đó. Rồi bây giờ lắp thêm như bộ khuấy mực tự động nữa thì nó cũng cứ thế thôi, nó cũng phải dùng xài trong vòng 1-2 ngày để hết cả lọ, đó là chậm nhất. Còn không thì cứ ngày nào ra ngày ấy thì nó sẽ rất là tốt. Còn các ông xài mà khổ A3 này này, nó đóng cặn, bởi vì sao,
cái gì cũng thế, khi mà mình làm nhiều lên thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà các bạn làm ít đi á, cái A3 đã, những người đã mua A3 thì chắc chắn là hàng nó không nhiều rồi, đã không nhiều rồi thì rắc rối nó càng nhiều đấy, lượng mực nó sẽ bị tắc đóng cặn và đủ thứ trên đời đấy. Rồi xong những vấn đề đấy thì bắt đầu các bạn xài được một vài tháng thì nó bắt đầu xảy ra những vấn đề về những cái bộ lăn rồi motor rồi là kẹt rồi là đủ thứ hết trên đời ấy. Đấy, báo ship rồi báo đủ thứ, tất nhiên là không có ai giống lỗi của ai cả đấy, chỉ kể cả tôi nói thẳng với các bạn, nó có những cái lỗi mà nhà sản xuất không biết sửa được, và bản thân tôi cũng có những câu hỏi là mình không bao giờ trả lời được, và chúng ta vẫn cố gắng để chúng ta làm và bớt đi những câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, thì quá trình chi phí đầu tư của nó thì chúng ta đi lại một đoạn nhé, đó là chi phí đầu tư thì nó khoảng độ là 30 đến 50 triệu thôi, tùy đơn vị sản xuất và tùy mua lại hay là mua mới. Đấy, nó là một bộ bao gồm là một bộ máy in và một cái máy sấy sấy rắc bột sấy, nó hai bộ phận này là nó cấu thành một cái máy in pet rồi, đúng không ạ? Thì rõ ràng là chi phí đầu tư như vậy, là ưu điểm của nó là rẻ nhé các bạn. Đấy, nhược điểm của nó là nó không có tối ưu với nhiều người, không có tương thích với, nó chỉ phù hợp với một phần ít thôi. Đấy, không phải ai cũng có thể mua và cũng có thể sử dụng tốt với nó. Tuy nhiên là có nhiều anh đã xài cái này hơn 1 năm, 1 năm rưỡi rồi mà vẫn xài ngon, tôi cũng đã từng biết. Đấy, lâu lâu họ đưa máy đi vệ sinh thôi, cũng đã ok và biết xài, gọi là biết xài đấy. Đấy, tuy có thay đầu in nhưng mà một đầu in nó cũng không có mấy triệu thôi, và tôi thấy cũng tạm được, tôi cũng thấy cũng tạm được đối với là thời gian cách đây là một vài tháng, cách đây người ta mua những cái 2 năm rồi là cũng xài được. Anh cũng chia sẻ tôi về cái đó, nhưng mà phần ông nói là phải biết xài, không xài được mà không ổn đâu. Đấy, người ta bán máy bạn xong rồi là người ta không 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 có gắn kết để mà từng ly từng tí cho các bạn, rất là khó đấy. Thì đó là về cái đầu tư, còn quy trình sản xuất thì tôi phân tích nãy giờ đó là nó cũng không được ổn cho lắm nhá. Nếu đối với cá nhân tôi thì tôi cũng không có, tôi còn ngoài cái này tôi còn đầu tư rất là nhiều đúng không bạn ạ? Đấy, tôi cũng không phải chia sẻ gì, hôm qua hôm trước là tôi cũng ăn một cái lệnh đánh đầu tư chỉ có trong một ngày mà lợi nhuận rất là nhiều đúng không ạ, đến 14.000 đô đúng không ạ? Thì tôi cũng không có chia sẻ cái đó qua cái anh em, bởi vì là đó là mình tính để mà mình sao mình quá trình mình làm để mà chúng ta phân tích được đó là nó cái công của mình có đáng hay không thôi, đúng không ạ? Làm ăn kinh doanh hay là đầu tư gì cũng có lúc được lúc mất, te tua luôn, nhưng mà chúng ta chung quy lại là công chúng ta là nhiều không đủ đạt công chúng ta mới làm, đó là cái quá trình sản xuất này các bạn phải tính nhé. Còn cái chất lượng sản phẩm thì tôi nó chỉ đạt được khoảng độ, so với chất lượng bình thường nó chỉ khoảng độ 5% thôi là cùng, 50% là cùng, tôi sẽ còn thua đúng không ạ, tôi sẽ còn thua nữa, thua 50% nữa. Đấy thì rõ ràng là tôi không có ưu cái này, tôi thấy là chất lượng nó chỉ khoảng 50% thôi đấy. Đấy, còn lợi nhuận, ôi bây giờ mới là cái câu hỏi lớn này. Bây giờ lợi nhuận này, chúng ta làm cái gì cũng phải quan trọng lợi nhuận cả, chạy hàng, bây giờ chạy hàng không được thì nó rất là khó tạo ra lợi nhuận, mà làm cho chính bản thân ta thì chúng ta phải lấy gì, chấp nhận làm đôi khi làm hòa vốn, tức là cái chi phí sản xuất test này, chi phí khởi động máy rồi chi phí hư hỏng rồi là mực rồi keo rồi điện rồi công của chúng ta cộng vào thì cuối cùng là chúng ta tính sản cho nó ép nữa, rồi cuối cùng là cũng cũng bằng thằng cha mà không có máy mà nó mua về in thì nó cũng là nó nhọc đầu nhọc óc. Rồi chung quy lại khi mà chúng ta theo đuổi về cái lợi nhuận này cộng dồn này là 1 tháng được cái bao nhiêu, nhiều khi chỉ cộng lại được từ từ tới trừ lui trong 1 tháng được 5-7 triệu 10 triệu đúng không, 5-7 triệu là cùng kiểu kiểu như thế. Thì cuối cùng các bạn làm chục tháng này thôi, rồi là cũng chỉ vừa bù lại cái máy thôi, ví dụ làm 10 tháng mỗi tháng gì mỗi tháng chỉ được 5 triệu như này. Tôi nói thẳng nhiều người mua máy về chưa làm được đồng nào đấy, chưa làm được đồng nào luôn ấy là hư rồi. Có nhiều người mua về chỉ được 1-2 tháng đầu nó chạy mượt mượt, đến khi là không thể tạo ra lợi nhuận đều được 5 phần 5 10 triệu luôn ấy, là cuối cùng là làm không đủ bù máy
Như thế là cũng như không, đúng không ạ? Thì như thế thì cái quá trình này là chúng ta không được hay lắm, đúng không ạ? Lợi nhuận là không 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 tốt. Đấy. Thì bây giờ nói phân tích thế thì chúng ta không phải là chê bai nó, mà chúng ta phải nói rõ về những cái vấn đề trong đó, đúng không ạ? Để chúng ta có thể nên mua hay không nên mua. Đấy. Vậy thì đến bây giờ là đến cái lời khuyên rồi. Cuối cùng là chúng ta phải đưa ra một cái lời khuyên cuối cùng là cái bạn muốn nghe này. Đó là rõ ràng là những người nào mà không có khoảng cách xa với những đơn vị sản xuất, những người mà ở các tỉnh thành lẻ rất là khó để ship đấy, thì chúng ta là nên mua nhé. Những cái quá trình đó là chúng ta nên mua đấy. Còn những người mà gần với các đơn vị sản xuất, hoặc là chúng ta rất là bận rộn trong cái việc sản xuất này, rồi là chúng ta tập trung vào cái vấn đề buôn bán, hoặc là có tiền để đầu tư thêm một cái dòng máy lớn, thì các bạn nên đầu tư cái dòng máy lớn để chúng ta có thể vừa sản xuất cho từ phục vụ cho chúng ta, hay là chúng ta có thể chạy hàng cho người khác để chúng ta gia tăng cái lợi nhuận và nhanh thu hồi lại máy, đúng không ạ? Nhanh thu hồi lại cái chi phí đầu tư, nhanh thu hồi lại chi phí đầu tư là chúng ta đã giải quyết được tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Đấy, một là chúng ta mua với những cái người rất phù hợp với nó, có hiểu về máy móc và thực sự là ở tỉnh thành lẻ khó ship hàng và xa đơn vị sản xuất, đó là nên mua, và phải hiểu về máy, phải thôi hiểu và gắn kết với đơn vị bán máy, và phải tìm được đơn vị bán máy tuyệt vời để mua đó. Còn lại những người không không mua thì chúng ta phải xem những đơn vị nào đó là có đơn vị sản xuất giá thành rẻ và có thể làm được logo ít logo nhiều, họ là đơn vị sản xuất, chứ không phải là đơn vị mà chúng ta cần phải ăn rồi đi nhậu lan man rồi là cà phê cà pháo để mà họ giúp đỡ mình. Không cần tìm những đơn vị mà họ làm chúng ta trên phương diện đó là kết hợp làm ăn với nhau, ít in ít, nhiều in nhiều, ít có thể gia tăng, có thể mắc hơn một tí. Bởi vì là các bạn in logo có 5 7 cái logo, hoặc là 10 15 20 cái logo thì nó họ cũng chi phí, họ ép file làm file rất là lâu, rồi trong một quá trình này các bạn thấy không, bốn đầu này in ra thì giả sử in ra thì nó luôn luôn là mất một cái khoản này là phép này đấy, là cũng quả mất cái chỗ đó. Thì cũng bạn cũng phải giả sử in, giả sử họ chỉ ép một cái file đó thì cũng mất một đoạn, nhưng cũng phải tính tiền nữa, gọi là ai mà tính theo mét được, đúng không ạ? Không thể tính theo mét được, phải tính mắc hơn tí. Đấy, các bạn thông cảm nha, những khách hàng đang xem của tôi là phải cũng phải thông cảm điều đó nhé. Quá trình ép file các bạn ghép 0,5 m nhưng là file cả 100 2 300 file tí 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 thế này ép vào á, nó chậm hết tất cả quá trình in là một. Thứ hai, nó cực kỳ mất thời gian. Mất thời gian lắm, mấy chục phút lên nó đơ luôn cả máy luôn. Bởi vậy là tôi không có tính mét được. Đấy. Đó, còn các bạn là đó, các bạn có thể là chấp nhận là mắc mắc tiền nếu in số lượng ít, còn số lượng nhiều chúng ta đặt những đơn vị đó sản xuất té cho nó nhanh. Đấy. Đấy. Còn nếu các bạn chưa tìm được đơn vị nào gần các bạn thì Acovac là bản thân tôi đây cũng có thể giúp đỡ cho các bạn điều đấy, giúp các bạn có một cái nơi cung cấp sản lượng sản phẩm đó. Thì các bạn nên tìm đơn vị gần gần chỗ các bạn, nên nhé. Nên. Còn nếu như không có thằng nào đáp ứng được thì là tìm đến chúng tôi, là chúng tôi làm điều đó vậy thôi, chứ không có phải là đã làm ăn thì phải dựa trên là hai bên đều có lợi thì mới được lâu dài nhé, mới được lâu dài. Thì đó là tôi nói là sẽ có một giải pháp như thế. Thì các bạn có thể là có những người mà cứ phân vân là cứ muốn là in lụa cũng chả biết in, in nhiệt cũng không biết in, in pet là không thể mua máy về, cứ cứ đùng cái là mua, cái thích là mua về hư vứt đó. Thế bây giờ cũng vứt đây cả máy, bây giờ không muốn làm gì nữa. Thì bây giờ tôi có một giải pháp cho các bạn, đó là nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể liên kết cho tôi có thể in ở những cái hạng mục chúng tôi có thể đáp ứng được, thì tôi vẫn có thể là vừa in lụa này, vừa in chuyển nhiệt này, vừa in pet cho các bạn. Đấy. Tôi vẫn có thể gửi về cho các bạn, số lượng ít cũng được chấp nhận thôi. Thì các bạn phải hẹn ngày xa xa ra một tí. Thì giải pháp đó là chỉ có giải pháp đó thôi. Các bạn hẹn ngày xa ra một tí, có thể là 2 3 ngày. Đấy, thì các bạn có thể đáp ứng cho khách hàng, thì tôi sẽ trong quá trình ấy thì tôi cũng vận chuyển bưu điện, bây giờ cũng làm rất là nhanh, rất nhanh, hoặc nếu gửi xe thì mất có trong một buổi hoặc là trong ngày, đúng không? Rất là nhanh chóng, thì đó cũng là một cái giải pháp mà chúng ta đỡ phải mất tiền. Đấy,
Bây giờ nói 40-50 triệu thì thực tế không phải ai cũng có thể có, nhưng cũng rất nhiều có người có. Nhưng nhiều người có tiền tỷ chả bao giờ dám mua đầu tư con máy 200 triệu để in lớn, cũng không không dám đầu tư cái máy đó là 3-4-50 triệu đâu, không dám. Họ ghét sự rắc rối trong vấn đề đấy. Đấy, thì vấn đề tiền không phải là vấn đề mà làm sao để ra cái lợi nhuận và tối ưu cho cái nhà sản xuất thôi. Đấy, thì gần như tôi đã phân tích khá là kỹ về cái dòng máy A3 này rồi. Đó. Thì bản thân tôi không phải là dân đào tạo hay là dân gọi là sư phạm, cho nên là tôi cứ đụng đến đâu rồi tôi nói đến đấy, các bạn thông cảm nhé. Đấy, các bạn thông cảm. Thì sắp tới mình cũng có các bạn có thể bấm follow kênh để có một chương trình đào tạo xuyên suốt và liên tục ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến in và áo thun, và sau đó tôi sẽ chuyển giao để chuẩn bị qua một cái mảng khác. Và tôi hứa các bạn, những người follow theo dõi tất cả những video này, những cái video sau những video này là có một cái trình tự liên tục. Đấy, trình tự liên tục, và tôi sẽ cho xuống phần bình luận và phần miêu tả ở dưới này để các bạn theo được là những cái hạng mục mà tôi sẽ chia sẻ và đào tạo. Và các bạn kết thúc cái chương trình đó thì có một cái chương trình đó là hướng dẫn đầu tư cho các bạn trong mùa vụ dịch này này. Mình sẽ hướng dẫn cho toàn thể anh em có một cái lợi nhuận thực sự tốt. Thì bản thân mình đã chiêm nghiệm và học và làm việc, mình cũng đã đầu tư những cái chương trình học đào tạo đầu tư rất là tốn tiền. Đấy, rất là tốn tiền, và mình muốn chia sẻ lại cho các em phương pháp ngắn gọn đơn giản nhất để chúng ta có tiền này. Các bạn nói thẳng là các bạn có thể mùa dịch không có gì để làm, không có gì để làm, không có gì để ăn luôn ấy, thì rõ ràng là các bạn có một cái nguồn vốn nào đó nho nhỏ thôi. Các bạn có thể, tôi sẽ giúp các bạn theo dõi và làm theo và có thể kiếm được từng cái đồng mà có thể kiếm tiền cho ta, kiếm tiền cà phê cà pháo, kiếm tiền ăn hàng ngày, hoặc là kiếm một cái đồng tiền nào đó nó lớn thì tôi không bao giờ hứa rồi, lớn thì tôi đã giàu quá rồi, còn ở mức độ vừa phải thì tôi có khả năng giúp cho các bạn làm điều đó đấy. Và tôi sẽ giúp cho các bạn, anh em chúng ta cùng nhau tiến bộ và phát triển cái sự nghiệp về in ấn này, rồi làm áo quần áo thun này lên một cái đẳng cấp cao hơn nhé. Đó là nói vậy thôi, còn tất nhiên là không phải ai cũng thích cái dòng cái kiểu đó, không phải thích đầu tư đâu, không phải ai cũng thích đâu. Nhiều người chỉ thích phân tích thôi và hướng dẫn và làm in thôi, thì tôi cũng đã làm xong cái vai trò của mình rồi, đó chỉ là nói thêm, và ai thích thì theo, không thích thì thôi không theo. Đấy, rất là đơn giản phải không ạ? Đấy, thì các bạn cứ bấm đăng ký và theo dõi tất cả những video sau. Và trong khoảng thời gian từ đây đến khoảng 1 tháng nữa là tôi sẽ cố gắng làm và đào tạo bạn hết tất cả các tần tật từ mọi khía cạnh nhé. Đấy, những bạn nào mà cần thôi, còn những bạn không cần, không cần đăng ký, không cần follow và không cần xem nữa nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.